Nếu mà đại chiến vào nhá, anh gấu sẽ múa một trận nắc cụt cho chiến xem. Really, nigga? Yên tâm, mình sẽ múa nắc cụt để cho chiến mở mang tầm mắt, sẽ dạy chiến. Alo alo, Alo, đấy vừa vào cấm thêm chiến thuật rồi. Huấn luyện viên gấu định chơi gì mà cấm giải fit đây? Huấn luyện viên gấu định chơi gì đâu? Đang cho biết bấm gì, bấm bừa thôi. What the hell? Anh gấu chiến thuật à? Chiến thuật đúng Chiến không? Chiến thuật đúng thuật, không? chiến thuật đâu mà chiến thuật. Mà anh có giải fit là anh gấu định chơi gì nói em một Đâu, cái. không Không hề. anh gấu đâu, anh gấu À, có tính toán hết rồi. Có tính toán hết rồi à? Ok. Đâu phải tự nhiên là tự nhiên cấu giải fit đâu. vừa lấy đâu anh có định cấm cái gì đâu, nhưng mà bọn đang đang định và đi co thì gần thấy thấy mình cấm nên là anh cấm bừa. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Chơi còn gì đâu, đang định đánh cùng hai thần rừng mới nhú. Anh gấu xin mạn phép xin đi rừng một trận, thế thì anh gấu phải đánh đắc cụt Ừ, anh ngoài nghe nghe có trận chả kéo đã, chả kéo đã. nhưng mà anh gấu đang có keo nắc cụt. Đắc cụt của anh vừa này nó chưa thích Anh gấu nào rốc lên đi. Cho anh xin con nag rốc đi. Nắc lốc đi lan đi anh. Ôi trời ơi. Được. Thế, em Tích là to đấy. lên. Được. Con này trước anh chặt Milan ba đấy còn gì. Đi lên đúng không? À. Thì cầm một trận nắc cà đốt đi top cho hai anh em xem coi nhá. Alo. Ok. Alo, Anh anh gấu gấu đánh hay thì đánh con nào chả anh gấu hay. chỉ cầm một trận, đúng một trận thôi, một lần cầm con nắc cà rốt này cho hai thằng thần rừng xem thôi. Sao anh nghe giọng anh là gấu lão quá ta. Mọi hôm ngày trước là anh dùng loa, Sang thì không bây được giờ là anh dùng tai nghe. à không được im thì Giọng ngày xưa nghe nó bị thè thè đúng không? không nó bị nó không được kiểu im thì kiểu không kiểu được hổ hổ báo ấy anh. Bây giờ Để nghe không biết dùng từ gì nó nãy trầm nha. à? Đúng 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 đúng. Bây giờ anh gấu lên làm huấn luyện viên rồi, hổ báo nó đánh cho. Tí nữa mình mà ăn kèo xong cái là mình qua bên đây bỏ game đi. Tí Và anh gấu ơi à. làm đúng một lần là không có lần sau rồi anh. Mượt chưa, thấy mượt chưa? Người yêu của ABC kìa. Đấy, người yêu đấy. Nó nói đấy. Tôi là người yêu của ADC nha. Rồi tên nó còn một cục máu thôi nha. Nào, đang chơi. Rồi tên còn một cục máu thôi nha. Ồ, quay mới thức hả? Lai à, giờ lái hả? Ê, thằng ấy kìa. Ê, cày nhờ. Mày khôn quá. Nó lùi 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 là hỏng rồi. Ok. Chiến ơi, múa cho Chiến nhìn thôi. Wow. Chiến chưa kịp nhìn nữa là anh đã giết nó rồi. Chưa kịp nhìn à? Chưa được nhìn luôn. Để anh gấu làm lại này. Đợi nó lên. Ok anh gấu nha. Anh gấu để Darcy lên làm lại đúng một pha em coi. Đâu thằng Skirt. Darcy lên anh. Vâng rồi, chào 10 mạng chơi. Chơi được Darcy nha, kìa. được nha. Mít để anh gấu lo nhá. Đang tùy bừng ở nha Chiến nha. Bừng nào, bừng đứng giữa bắn hết được nha. Để bừng giết nó luôn nha. Được, cấp 4 rồi. Nó bừng 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 phải đứng giữa rồi Chiến ơi. Dễ nhỉ, bốn mặt cục sơn nha. Chiến ơi. Chiến ổn không? Rồi không em? Nhưng mà bưng không cố ý KS nhá. Đôi lúc bưng chị bưng bưng ở đây đây em gửi trên số cái anti nhá. Từ từ anh hết chiêu, anh hết chiêu. 6 giây nghe lớn lúc đấy ra lớn. Ôi cái
cái thằng beat này mẹ thề, anh em tao đang phối hợp nó đẹp như thế. Hiểu kiểu gì? Em bị ăn hiếp rồi. Ê, đang phối hợp với quả mẹ nó gọi là đẹp như thế mà mẹ đéo hiểu thằng beat ở đâu lên nó liếm mất cái mạng. Ê, thằng beat mất lướt kìa. Chưa mạng luôn á. Thằng đứa tầm anh tì chứ nha. Ui, mít ơi. Hay thế nhờ. Rồi, mày này có chiến rồi. Ôi, con. Tiếc thôi, chứ mình lên một nhịp thôi là mình bắn hết rồi. Gấu có chuyện đa si gấu nha. Ờ, anh vừa cướp bộ đỏ của nó rồi. Wow. Wow. Chẳng bắt không biết là thấy không biết nó đà, mình tưởng mình sống rồi rồi. Anh gấu xuống này, anh gấu xuống này. Bơn tì nhá. Ui, bơn có hàn rồi. Bơn tì ngay chỗ chiến nha. Ơi, bơn lại ăn mạng rồi. Chiến muốn ăn mạng này không? Chiến ơi, còn một sáu là gì đây? Anh gấu đây, anh gấu đây. Chết rồi. Gấu cứu em. Gấu ơi. Victor mới tốc biến Ulti nha. Gấu ơi, không em rồi. Lâu Ulti anh gấu, lâu Ulti em anh gấu không cứu được. Ê, chết đây, lên farm top anh phát chết đây. Luôn, chịu luôn, anh gấu đấm chí à? Đấy, anh bị hở rồi. Giờ lộ chiến thuật à? Lộ chiến thuật rồi, định chém nó mà không được, bị nó tóm. Không, ê, anh xuống cho mày này. Giờ thì ai cái mà thằng biết à, thằng biết nó đấy, thằng biết nó đấy, cẩn thận. Gấu cứu em. Ui, vãi, cả bộc phá của anh kìa. Ôi, anh tì anh gấu đâu. Anh nghĩ nó chết rồi. Anh dồn cả bộc phá mà, anh nghĩ nó chết rồi. Mẹ anh giữ lại cái ulti thể cày thế để tí nó có gì thằng AD nó ra để anh chém nó thằng AD nó. Nghe anh gấu xuống em vác hai cái súng to đùng của em lên bắn nó. Thế nhở? Hai thằng yếu. Anh định giữ cái ulti để anh chém thằng AD nữa. Nó lên cấp đúng không? Phải đều lên cấp chắc luôn, phải không lên cấp không bao giờ sống được. Dồn cả bộc phá vào đấy. Cay nhờ. Ê, thằng này, đứng lại. 036. Còn anh tì nha, anh gấu ơi. Rồi chết rồi. Ui, không chí mạng, không chí mạng. Gấu ơi, em đây. Mèo này tưởng dễ ăn nhưng mà... Đấy rồi, mày bắn không chứ bạn. Ủa thôi xong anh rồi. Chạy em ơi, chạy em ơi. Chạy đi còn gì nữa, anh về trước này. Đấy mà thằng phát đấy bắt đầu đéo chơi nhở. Ơ, thằng này nhát thật đấy. Tô lên á. Ờ. Không, quả đó thì em qua em đỡ cho anh được. Để anh tiền, tờ phát. Cảm ơn tiền em ít của anh gấu nha. Chúc ôi. Ơ. Con Dashi còn block. Thề, mẹ thằng Twitter phát đấy nó không sống được ạ. À, chính là không mà sao à. Chiến nãy chiến ăn kèo. Chiến kèo 10 mạng ạ, tôi đéo hiểu kiểu gì. Bảo sao nãy giờ đéo nói câu gì. Ôi giời ơi, cái này quá là điều bình thường luôn. Anh gấu không chưa KS của chiến mạng nào luôn, thề. Mẹ ta thằng mid mẹ thằng support kìa. Có thằng AD ở chỗ. AD này ông chủ nhá. Ông ăn mạng là bất đắc dĩ ông nhỉ. Mình không có ý đâu. Thật đấy. Chính ra bà lưu này. Ê, bưng chết rồi. Đấy, đẩy thằng boss lên này. Tên nấp ở đây nửa tiếng đồng hồ. Đa si kìa. Đấu rồi. Ê, nó đẩy, đẩy được mít á. Ôi, anh gấu offer luôn quá. Ôi, được được. Ui. Wow. Biết nó về chưa nhở? Chỉ mới lên kê đi anh. Biết nó về chưa? Anh kia nó hồi chiến. Chiến không đánh không? Mình gửi cho chiến cái thằng Tây nhá. Gửi đây em ơi. Anh gấu lên với chiến đây. Ê, ông support ông lên ông check tầm nhìn hộ team với nào ông support rồi. Chính hai thằng ở bot không? Chính hai thằng ở bot không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Được rồi. Đấy. Em bảo nó cướp blue của Chiến luôn ạ. Cướp nãy giờ rồi bạn. Cái tên nó bụi này. Không, vừa lấy ta xong nó lại cướp hay sao chứ. Ui ôi ôi. Chị ôi, nó làm thế. Này, anh vào đây, anh bọc đầu đây. Wow. Không liếm được. Wow. Đây là một mạng rồi anh em ạ. Một 9 mạng nữa thôi. Cân tì nhờ. Này nó về rồi nhá, hàng nó về chú nhá. Anh mày đổ đường đấy bơ ơi. Anh đi đẩy lẻ cho. Anh mày đổ đi. Năm đồng nhá. Anh xuống rồi anh em mình hit con đồng quá. Mình nó xanh quá kìa. Nó có blue hay sao? Gấu xin anh, gấu xin Chiến ơi. Trái đầu lắm nhá. Đổ đi. Ôi Chiến múa. Ôi Chiến lại múa. Nó xuống ăn gấu hết 5 thằng ấy. Trời ơi, gấu chém thằng này lú lắm rồi em ạ. Ơ, à, thằng rừng nó mất, à, thằng đây nó mất tốc chạy kìa. Tôi tình nhá. Không được. Để đếp nhà lên căng nhá. Oh, wow. Bắn anti hả? Ôi, từ từ đến đợi cho nó ra ngoài này, câu câu ra ngoài này, anh em giết nó. Gấu để em đấy à? Ê, khu luôn. Ê, mày về trước đi để anh để lốt tên này cho không nó lên bắt. Đây. Chiến ơi, bà lụ này Chiến ơi. Ui dồi ạ. Ui dồi ạ, mẹ chúng nó lăm thẳng lên luôn. Ờ, đánh lên thêm kháng phép nữa này, anh không chết được. Khó thế. Chỉ còn 9 mảnh nữa thôi. Để top nha, để top cao nha. Em đánh chặn được không? Top vào nào. Được, 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 được. Top nha anh em ơi, top vào nha. Em để cái bot mình nha. Giải cho tôi. Xuống ai, bom đít này, bom đít này. Từ từ, anh gấu hết máu rồi, anh gấu hết máu rồi, anh gấu hết máu rồi, anh bâng hết máu rồi. Ê, em tay lên được. Gấu nếp được không ấy? Được. Còn hai thằng đó. Chiến muốn làm kèo không? Hay là Chiến phải đợi sao? Win là win mid được ấy nha Chiến nha. Làm kèo đi bạn ơi. Làm kèo. Hả? Làm kèo đấy. Nói đùa đấy. Chơi đi win đi. Làm kèo cũng được. Không ender, không ender à? Đẹp lao vào vào nhà Chiến bên kia luôn. Được đâu nhá, không được đâu nhá. Về đi, về đi. Để chúng nó ăn kinh công kìa. Ai đang ăn, ai đang ăn. Là xin mời đi,
Chúng nó đang ăn chưa? Ủa, thấy nó này. Ui. Nó xin bơ tiền, gấu đâu rồi? Cái gấu bay vào vẫn mất hút luôn mà nó hỏi anh gấu đâu rồi. Kiểu không thấy đâu ấy. Chết nhanh quá. Ra nhá, anh gấu nó ra nhá. Trời không? Rồi em có anh tìm góc này để bấm. Để đã xin cộp đấy. Xúc bot vào trước kìa, xúc bot đây. Này này này. Quýt này, quýt này. Lại phải quy này. Lại phải quy này. Thôi, chỉ còn 7 mạng nữa thôi. Wow. Lại phải quy anh em ơi. Anh gấu lại chết rồi. Ôi, đúng một chiêu để mà chạy chứ. Đấy. Trận này đáng nghe là mình định đi rừng nhưng mà Chiến lại làm kèo, nhưng mà Chiến hơi đen.